Cảm ơn các bạn đã đến với video thứ 96 kênh nấu nướng cùng KTK. Hôm nay KTK mang đến cho các bạn một món ăn vô cùng dễ dàng chế biến nhưng lại rất lôi cuốn, hấp dẫn, đặc biệt là đối với các bé con mà người lớn cũng rất mê luôn đó các bạn. Chắc là các bạn có thể đoán được món gì rồi đúng không? Đó chính là món khoai tây viên chiên xù. Với món khoai tây viên chiên xù thì mình có một cái lớp bột xù bên ngoài giòn rụm, nhưng khi xé vào bên trong hay các bạn cắn vào một miếng thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái vị mềm của khoai tây nghiền, thịt xông khói và phô mai mozzarella tạo nên một cái hương vị rất là lôi cuốn cho món khoai tây viên chiên xù. Hy vọng là KTK mang đến cho các bạn một video hữu ích. Và đừng quên subscribe hay các bạn để lại cho KTK một cái comment, một cái share hoặc một cái like thì KTK vô cùng cảm kích. Và để chuẩn bị cho món khoai tây viên chiên xù ngày hôm nay, chúng ta có 3 củ khoai tây. KTK cân được khoảng 580g và sau khi gọt vỏ thì có lẽ là còn lại khoảng 550g. Chúng ta gọt vỏ sạch và rửa lại một lần. Sau đó các bạn cắt khoai tây thành những cái miếng vừa. Rồi mình cho toàn bộ phần khoai tây vào trong 200g nước và đun sôi lên. Các bạn sẽ đun khoai tây cho đến khi mình thử khoai tây thì thấy là khoai mềm là được các bạn ha. Sau khi khoai mềm, các bạn vớt ráo khoai ra một cái tô. Và các bạn dùng một cái dụng cụ để nghiền khoai tây. Nếu không có dụng cụ này thì các bạn có thể dùng một cái muỗng to và nghiền rất là dễ dàng bởi vì khoai đã rất mềm. Và các bạn chuẩn bị 50g thịt xông khói. Chúng ta sẽ băm cái thịt xông khói này ra thành những cái miếng nhỏ. Và một ít ngò rí chúng ta cũng băm nhuyễn. Mình cho toàn bộ phần thịt xông khói và một nửa phần ngò rí băm vào trong khoai tây nghiền. Kế tiếp là một muỗng cà phê bột tỏi. Bột tỏi sẽ làm cho cái hương vị của món khoai tây thơm hơn. Một ít ớt và 30g bột bắp. Bột bắp sẽ làm cho cái thành phần nó kết dính lại tốt hơn. Nửa muỗng cà phê muối. Và cuối cùng là nửa muỗng cà phê tiêu đen. Với tiêu đen và ớt thì nếu như các bạn làm cho các bé nhỏ thì mình có thể để một tí thôi, hoặc là các bạn không cho vào cũng được. Nhưng nếu như có phần tiêu và ớt thì cái hương vị của món khoai tây nghiền của mình sẽ đậm đà và ngon hơn. Các bạn trộn đều toàn bộ phần khoai tây nghiền cùng với các thành phần. Sau đó thì các bạn sẽ nện một chút chút cho cái phần khoai tây của mình nó kết dính lại tốt hơn và nó tạo thành một khối. Trong lúc đó thì chúng ta chuẩn bị phô mai mozzarella. Các bạn cắt 100g phô mai mozzarella thành những cái thỏi vuông vuông. Trong clip thì KTK cắt 200g nhưng mà các bạn chỉ cần 100g là đủ ha. Rồi và chúng ta đập hai cái trứng và đánh trứng nhuyễn ra. Bắt đầu mình chuẩn bị vo các cái viên khoai tây thì các bạn cho một ít dầu ăn vào tay để không bị dính. Mình cho một muỗng canh đầy cái bột khoai tây nghiền và các bạn vo tròn, rồi sau đó các bạn làm dẹp cái miếng khoai tây này ra và chúng ta cho mozzarella vào tâm. Sau đó các bạn túm cái phần bột khoai tây nghiền lại và vo tròn lại một lần nữa. Chúng ta vo chặt tay một chút các bạn ha, để cho cái viên của mình nó chặt và khi chiên nó không bị vỡ. Thế là các bạn đã có những viên khoai tây trông rất là đáng yêu rồi. Với cái công thức này thì KTK có thể vo được 17 viên khoai tây như thế. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng các cái viên khoai tây nghiền, các bạn sẽ lăn khoai tây qua trứng và sau đó là qua bột chiên xù. Bột chiên xù có thể mua ở các siêu thị các bạn ha. Rồi mình sẽ cho các viên khoai tây vào trong dầu sôi. Các bạn nhớ là mình đun lửa cao vừa và các bạn chiên cho đến khi mà các cái viên khoai tây nó chuyển sang màu vàng là được. Các bạn đừng để sôi quá lâu hoặc là vàng quá đậm thì có thể là cái viên khoai tây nó sẽ bị vỡ ra nha các bạn. Cho nên là vừa vàng tới là được.
Wow, từng cái viên khoai tây giòn rụm, các bạn cảm nhận được cái độ giòn của các viên khoai tây. Thế là mình đã xong, và các bạn nhớ thưởng thức các viên khoai tây ở cái lúc mà khoai tây nó còn nóng nha các bạn. Mình có thể rải một ít cái bột khoai phô mai lên trên và một ít ngò rí, phần ngò rí còn lại. Thưởng thức các viên phô mai chiên lúc còn nóng cùng với tương cà và tương ớt, thực sự là một cái vị vô cùng ngon. Hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của KTK. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.